À, một bạn nữa hỏi: con xin kính chào nhà chùa, con xin phép được hỏi hai câu. Một, luân hồi là vòng sinh tử, vậy nếu là người thường, mở ngoặc đơn, không phải là đệ tử Phật gia, tức là không phải là người người xuất gia và người tại gia, có thể thế, đóng ngoặc đơn, thì có thể thoát khỏi vòng luân hồi hay không? Nếu có thì làm thế nào thoát khỏi sinh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là sáu cõi dục giới. Sắc giới thì Đức Phật nó có 18 cõi trời lớn, trong đó còn có rất cõi trời nhỏ thuộc về cõi sắc giới. Vô sắc giới Đức Phật nói là có bốn cõi, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên xứ thức, vô biên xứ phi tưởng hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là bốn cõi trời, bốn cõi trời vô sắc giới. Trong đó thì cũng có rất nhiều những cõi trời nhỏ ở trong đó, nhưng Đức Phật chỉ nói cái khái quát, những cái bao hàm mà thôi, vì không thể kể ra tên của các cõi trời được. Cũng giống như không thể kể ra tên của các loài động vật, tên của các loài cây cỏ ở thế giới chúng ta này được, mà chỉ có thể gì, Đức Phật chia thành hai loại, đó là động vật và thực vật. Động vật là chỉ cho tất cả những loài gì, biết bò, biết bay, biết máy, biết cựa và biết gì, biết suy nghĩ, biết hành động, biết bò, biết đi, vân vân đó, biết di chuyển, vân vân đó, đó gọi là động vật. Thực vật là chỉ cho tất cả các loài gì, cây cối, à, cây cối như tảo, rong rêu, vân vân chẳng hạn, những cái loài đó thì chỉ thực vật, chỉ hai loại, chứ không thể kể hết ra tất cả các loài. Cây có bao nhiêu loại, chim trên trời có bao nhiêu loại, cá dưới nước có bao nhiêu loại, và người sống, vật sống trên cạn có bao nhiêu loại, không thể kể hết được. Người mà muốn đòi thì kể hết cái đó, tức là gì, người có đầu óc thần kinh điên rồ, có vấn đề vậy. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh ở trong gì, tam giới đều luân hồi, đều chịu sự chi phối của luân hồi ở trong vòng quay lục đạo vậy. Có phúc thì gì, đi lên trời, phúc hết thì dần dần lại đi xuống cõi Atula, rồi cõi người, rồi cõi gì tội nặng thì lại vào cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ luân chuyển như thế, không bao giờ hết. Và ngoài đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng gì, tu hành cái sự chứng đắc cao tột của họ là gì, được sinh về các cõi trời. Như đạo Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn thì nói là được sinh về với Chúa, mà Chúa ở đây họ nói này chính là vua, vua cõi trời dục giới, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vân vân. Nhưng tôn giáo của họ thì có thể họ lại không nhận, chấp nhận cái đó, và họ nói rằng gì, đi lên về Chúa thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng quan điểm của Đức Phật, sau khi tu chứng, ngài bác hết tất cả gì, các cõi trời cũng vẫn còn bị sinh tử luân hồi khi mà hết phúc. À, cho nên Đức Phật nói duy nhất chỉ có bậc thánh giả chứng được thánh quả gì, A-la-hán trở lên mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Những người tu chứng được thánh quả gì, đẳng giác hoặc diệu giác, nhấn đến gì, hàng thất địa Bồ Tát, xin lỗi, hàng từ hàng thất địa Bồ Tát cho đến đẳng giác diệu giác và thành Phật mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn tu theo hạnh duyên giác thì chứng hạng độc giác và hạng duyên giác, tới tu 12 pháp nhân duyên của Phật đó mà chứng quả độc giác hoặc duyên giác đó mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn á, hàng gì chứng được tam thánh quả dưới, tức là tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm á, còn phải vẫn còn phải lưu chuyển trong sinh tử từ 1 đến 7 lần nữa. Tu đà hoàn thì phải 7 lần sinh tử, tư đà hàm thì gì, phải 1 lần sinh tử, mà an hàm á, thì vẫn còn phải gì, sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời đâu xuất 1 lần nữa thì mới gì chứng quả A-la-hán và nhập niết bàn, tức là vẫn còn phải 1 lần sinh nhưng phải không sinh lại nhân gian. À, cho nên á, A-na-hàm còn dịch là gì, là bất hoàn hay là bất lai, bất hoàn hay bất lai quả, tức là sinh lên các cõi tịnh cư hoặc cõi gì, cõi trời và chứng đắc thánh quả A-la-hán, nhập niết bàn ở đó, thì các ngài phải nhập niết bàn, chứ không nhập niết bàn á thì vẫn lưu chuyển sinh tử. Đấy là gì? Đấy là cái ý thứ nhất.
trả lời câu hỏi của một bạn này. Câu thứ hai bạn hỏi là thế nào được gọi là trọn vẹn chữ hiếu? Nếu trong trường hợp mình chưa học thành công mà bố mẹ đã không còn, thì như vậy có được gọi là bất hiếu không? Cái này là ngoài mong muốn. Chữ hiếu là gì? Làm trọn vẹn chữ hiếu là đứa con gì? Báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Đói gì? Cung cấp cho mẹ, cha mẹ ăn. Khát cũng bưng cơm rót nước cho mẹ uống. Rồi á, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì quạt mát, vân vân. Không làm cho cha mẹ đau khổ vì mình, thì đó gọi là cái cách báo hiếu trọn vẹn theo ý nghĩa trọn vẹn chữ hiếu của thế gian. Nhưng Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng và trong kinh Đại Báo Ân đó, Đức Phật nói gì? Cái báo hiếu đó vẫn chưa được trọn vẹn. Cái chữ hiếu của thế gian, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát đó, không làm cho cha mẹ gì, mẹ khóc, cha mẹ buồn, mẹ khổ, lúc nào cha làm cho cha mẹ vui nở nụ cười trên trên môi đó, thậm chí là gì, vai trái cõng mẹ, vai phải gì vác cha, hoặc là gánh cha mẹ đi khắp gì, khắp trái đất này để cho cha mẹ gì, cha mẹ vui. Nhưng đến khi cha mẹ già, cha mẹ mất, chúng ta vẫn không thể làm được gì hơn. Muốn cha mẹ đừng có gì, đừng có già, đừng có chết thì cũng không làm gì hơn. Ý tôi nói già chết ở đây là gì? Già chết để thần thức đi vào chỗ gì? Chỗ đau khổ, chỗ đọa xứ ấy. Chứ còn già chết thì tất nhiên ai cũng phải già chết. Phật cũng phải gì? Thân thể ngày thì hiện ra tấm thân này cũng phải già chết. Tôi thì hiện ra tấm thân này một ngày nào đó tôi cũng gì cũng phải già, phải chết. Nhưng điều quan trọng, chết, sau khi chết ta đi về đâu? Phật thì nhập niết bàn, tôi đi về đâu và các quý vị đi về đâu? Cái chỗ đi đến đó ở đời sau của chúng ta rất quan trọng. Nếu người tu đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như kinh nói là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thân thì thọ mạng như là A Di Đà Phật, gọi là vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng như là các vị đại Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí, vân vân, tu hành dần dần thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị khổ đau sinh tử luân hồi nữa, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói người quan trí hiếu, tức là hiếu đến chỗ gì, tốt tột cùng, không còn cái điều hiếu nào hiếu hơn nữa, là giống như Bồ Tát Di Lặc và Tôn giả Mục Kiền Liên. Báo hiếu bằng cách gì? Dạy Phật pháp cho mẹ, cứu độ cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo và sáu nẻo sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bị khổ đau nữa. Đó là người con chí hiếu trong đạo Phật. Đồng thời cũng là đứa con chí hiếu gì? Ở khắp trong thế gian này không tìm thấy đứa con nào chí hiếu hơn, hiếu thảo trọn vẹn hơn là những đứa con như là Bồ Tát Địa Tạng, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên ngoài Phật vậy. Mà Phật cũng chính là từ những đứa con chí hiếu đó mới gì, mới thành Phật, viên mãn công đức mới thành Phật. Cho nên nay bạn hỏi là thế nào là đứa gọi là đứa con làm được trọn vẹn chữ hiếu. Đấy, tôi giải thích hai chữ hiếu của thế gian và xuất thế gian như vậy, tùy theo bạn chọn cái chữ hiếu nào là do bạn quyết định. Còn bạn nói là nếu trường hợp mà mình học hành chưa xong, chưa đi làm, chưa công ăn việc làm, chưa báo hiếu bố mẹ mà bố mẹ đã chết rồi, thì mình có thể gọi là đứa con bất hiếu không? Không. Trừ trường hợp mình hắt hủi, hoặc mình đánh đập, hoặc do mình lời ăn tiếng nói, cách sống cư xử hành động của mình khiến cho cha mẹ buồn, cha mẹ chết, thì chúng ta mới gì? Mới là đứa con có tội, là đứa con bất hiếu. Còn chúng ta vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, mà cha mẹ mình vì già mà chết, hoặc bệnh mà chết, vì tai nạn mà chết. Trong kinh Dược Sư hoặc có chín thớ chết yểu, các bạn có thể đọc kinh Dược Sư thêm chín thớ chết yểu làm gì, như thế nào Phật dạy đó, vân vân. Bất cứ một lý do nào mà chết mà không phải do mình tác động, mà người khác hoặc là hoàn cảnh hoặc chính thân thể của cha mẹ tác động, đó là già bệnh chết vân vân đó, thì chúng ta không thể gọi là đứa con bất hiếu được. Và chúng ta có thể gì, mất rồi, như trong kinh Địa Tạng nói, mất rồi vẫn có thể báo hiếu bố mẹ bằng cách gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, vẫn có thể khiến cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo. Hoặc sinh thiên rồi thì sẽ được gì, phúc thọ miên trường. Sinh người á, thì cũng được gì, phúc thọ lâu dài và công đức vô lượng. À,
hoặc còn ở trong ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, vân vân. Đó chính là chết rồi vẫn có thể, người con hiếu thảo, cha mẹ ông bà chết rồi, tổ tiên chết rồi, mất rồi, lâu rồi vẫn có thể, bác hiểu được vậy. Không chỉ một đời, mà trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Bạn hỏi là hành động hồi hướng nghĩ về bố mẹ có được gọi là một hành động báo hiếu không? Hồi hướng công đức lành, công đức thiện về bố mẹ đều có thể gọi là hành động báo hiếu vậy.